Hơn 23 năm gắn bó tại Việt Nam, Coca-Cola luôn đặt những ưu tiên của chính phủ cùng các nhu cầu bức thiết của cộng đồng làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển bền vững, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho nền kinh tế và xã hội. Mọi nỗ lực sáng kiến của công ty đều được phát triển dựa trên mối quan hệ hợp tác công tư giữa doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự. Một số dự án nổi bật của Coca-Cola trong thời gian qua. Hơn 10 năm qua, Coca-Cola đã không ngừng hợp tác, phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình và Cộng đồng CEPHACOM, Tổ chức Định cư Liên Hợp Quốc UN Habitat và chính quyền địa phương để thực hiện chuỗi dự án nước sạch cho cộng đồng. Tính đến nay, Coca-Cola đã đầu tư hơn 1,6 triệu đô để đưa 2 tỷ lít nước sạch đến 65.000 người dân nghèo ở 7 tỉnh thành. Đáng chú ý, Coca-Cola và WWF Việt Nam đã hợp tác triển khai dự án bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái và sử dụng bền vững đất ngập nước ở vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp. Từ năm 2007, Coca-Cola đã đầu tư gần 1,7 triệu đô, bảo tồn 10 tỷ lít nước sạch mỗi năm, duy trì đa dạng sinh học của 130 loài cá và 256 loài chim. Dự án đã cải thiện hơn 10% thu nhập của 300 hộ dân. Tính đến nay, với mức đầu tư 870.000 đô, các trung tâm Eco Center cung cấp 3 triệu lít nước uống cho hơn 560.000 lượt người cùng các tiện ích khác như Wi-Fi miễn phí, khu thể dục thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong giai đoạn 2017-2018, sẽ có thêm 12 trung tâm Eco Center tiếp tục xây dựng. Chương trình đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực phụ nữ địa phương là một trong những trọng tâm của dự án Eco Center. Phụ nữ địa phương có cơ hội nâng cao vị thế xã hội và ổn định kinh tế gia đình thông qua các lớp tập huấn, chia sẻ kiến thức cuộc sống và được chọn tham gia vận hành trung tâm kinh doanh nhu yếu phẩm tại kiosk trong khu vực. Năm 2017, Eco Center tiếp tục đẩy mạnh mô hình trao quyền kinh tế cho các chị em doanh nhân thông qua mô hình doanh nghiệp xã hội. Chia sẻ của chị Tạ Thu Thủy, Đồng Tháp. Thông qua mô hình doanh nghiệp xã hội, phụ nữ tỉnh Đồng Tháp nói riêng và chị em ở các tỉnh nói chung sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động trung tâm Eco Center, qua đó được học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kinh doanh, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và góp phần phát triển bền vững Eco Center. Bên cạnh đó, Coca-Cola với mục tiêu toàn cầu trao quyền và nâng cao năng lực kinh tế cho 5 triệu phụ nữ vào năm 2020, công ty đã phối hợp cùng nhiều đối tác phát triển các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ như phối hợp cùng Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Hội phụ nữ địa phương trong chương trình khóa tập huấn khởi nghiệp e-learning được triển khai tại các Eco Center và mở rộng sang các tỉnh Tây Bắc. Phối hợp với tổ chức phi chính phủ PACT đem chương trình đào tạo quản lý tài chính và kinh doanh cho hơn 7.500 chị em phụ nữ tại Vĩnh Long. 131 năm phát triển giá trị thương hiệu toàn cầu cùng với sự am hiểu thị trường quốc gia sở tại, Coca-Cola thấu hiểu những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt trong thế giới số đang thay đổi nhanh chóng. Đó cũng là lý do Coca-Cola đã tiên phong hợp tác cùng Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, USABC và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng lực thông qua trao đổi tri thức và phát triển thị trường. 10 hội thảo tương tác được tổ chức từ năm 2016 với sự tham gia của hơn 1.200 nhà quản lý đến từ 800 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được tham gia các hội thảo doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi đã rút ra được rất là nhiều bài học kinh nghiệm và những cái câu chuyện bổ ích từ những câu chuyện thành công của các công ty đa quốc gia ở tại Mỹ. Hơn thế nữa, dự án còn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ. Bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết với người tiêu dùng, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm chuẩn quốc tế cùng những giá trị cộng đồng, Coca-Cola thực sự nỗ lực và quyết tâm mang đến nhiều lợi ích tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Hãy chung tay cùng với Coca-Cola để kiến tạo thêm những giá trị bền vững cho người dân Việt Nam.